Ngày 10 tháng 10, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến điểm cầu công an 63 tỉnh thành phố trên cả nước về chuyển đổi số trong công an nhân dân lần thứ 2 năm 2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Thái Nguyên, dự hội nghị có Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương. 9 tháng năm 2023, Bộ Công an đã triển khai mạnh mẽ ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cung cấp dịch vụ làm sạch dữ liệu cho ngân hàng với tổng số 42 triệu dữ liệu, cung cấp dịch vụ làm sạch dữ liệu cho các mạng viễn thông với 120 triệu yêu cầu xác thực. Bộ Công an đã cấp trên 83,76 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho công dân, thu nhận trên 61,3 triệu hồ sơ định danh điện tử kích hoạt trên 39,3 triệu tài khoản, hoàn thành cung cấp 224 trên 224 dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công Bộ Công an tại tỉnh Thái Nguyên. Công an tỉnh luôn duy trì đảm bảo hoạt động ổn định hạ tầng mạng máy tính, các ứng dụng công nghệ thông tin từ công an tỉnh đến công an cấp xã, phục vụ hiệu quả dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Trong triển khai thực hiện đề án 06 đã hoàn thành 11 trên 11 dịch vụ công của công an tỉnh, 14 trên 14 dịch vụ công của các sở ngành, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và bảo mật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân đã thu nhận trên 77.000 hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những kết quả của lực lượng công an sau một năm phát động chuyển đổi số. Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu các cấp ủy đảng và lãnh đạo công an các đơn vị địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phải xác định chuyển đổi số trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hàng ngày, cấp bách. Cùng với đó, công an các đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển dữ liệu, đảm bảo yếu tố và nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, triển khai hiệu quả đề án 06 của chính phủ.